Hello, chào cả nhà. Mình đang tiếp tục test thêm một cái máy khoan, khoan có dây nha, điện 100 nghe quý khách. Mình mới phát hiện thêm có cái ông chú kia ông bán cái sợi dây giống như cục ổ cái ổ đực vậy đó. Là ghim vô dây này là biến thành được 220 luôn nha. Ủa, biến từ 220 qua 110 luôn nha. Khỏi phải tháo máy ra, khỏi phải gắn cái gì cũng đây hết trơn. Như dây đó ông nói như tầm 100.000 á. Nhớ nhớ gì đó mà quên rồi, quên mua rồi. Em này thì máy móc cũng còn rất là ok 100% luôn, ngoại hình thì chắc được 80%, không có bởi mẻ gì trơn nha. Ốc át thì nó cũng hơi xét xét thôi chứ chưa có rửa chùi luôn nữa, mà em này mạnh nha. Ủa, hay nó nghe tiếng motor thấy nhẹ nhàng không à, hiện giờ phải ha, mà trái nè. À, đó lửa ok không á. Này là phan dít phân tường, phan sắt đồ ok như chèo nóc nhà này kia đó ha. Lôi lôi này theo phan nhẹ, im. Rồi, em này mình bán giá mong muốn là 400 ngàn ha. Quý khách nào có quan tâm thì liên hệ dùm YouTube, Zalo, Facebook hay Chợ Tốt cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.